Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Mến chào quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với Tin Mới. Trong bản tin mới nhất của chúng tôi hôm nay, xin gửi đến quý khán thính giả và các bạn những thông tin liên quan đến chủ đề đập Tam Hiệp là kiệt tác thế giới hay thảm họa. Kính chào quý vị, Trung Quốc có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Để đáp ứng với tốc độ tăng trưởng công nghiệp quốc gia này, cần phải có thêm năng lượng. Phần lớn trong số đó đến từ một con đập khổng lồ trên sông Dương Tử của Mỹ ở miền Trung Trung Quốc, đó chính là đập Tam Hiệp. Đập đi vào vận hành đầy đủ các chức năng vào tháng 7 năm 2012 với chiều dài 2.355m và đỉnh đập cao 185m trên mực nước biển. Công trình sử dụng 27,2 triệu khối bê tông, 463.000 tấn thép, đủ để xây 63 tòa tháp Eiffel. Đào 102,6 triệu mét khối đất thành đập cao 181m so với nền đá. Đập Tam Hiệp sản sinh ra nhiều điện năng hơn bất cứ đập thủy điện nào trên thế giới, nhưng đó không phải là lý do chính để xây dựng nó. Sông Dương Tử nổi tiếng bởi lũ lụt nghiêm trọng trong vòng 2.000 năm qua, cứ 10 năm lại có một trận lụt lớn. Năm 1931 xảy ra trận lụt tồi tệ nhất cướp đi sinh mạng của 135.000 người và phá hủy 2 triệu ngôi nhà, và do đó kiểm soát vấn đề lũ lụt là lý do chính để xây dựng đập Tam Hiệp. Thế nhưng, 2 tháng qua, Trung Quốc đang trải qua mùa mưa lũ nghiêm trọng, với lượng mưa trung bình tại lưu vực sông Dương Tử đã vượt mức kỷ lục từ năm 1961. Nhà chức trách ban bố mức ứng phó lũ khẩn cấp lên mức cao nhất. Đợt thiên tai đã đặt ra những dấu hỏi về vai trò kiểm soát dòng chảy của đập Tam Hiệp. Trên sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang, Trung Quốc có một công trình bằng bê tông lớn nhất hành tinh được bắt đầu khởi công xây dựng năm 1994. Đập Tam Hiệp dài hơn 2 km và cao bằng tòa nhà 60 tầng. Nó cần tới 40.000 công nhân và xây dựng trong vòng 17 năm. Khi hoàn thành, con đập sẽ sản xuất ra 20.000 MW điện, gấp 2 lần tổng nhà máy điện hạt nhân ở Anh. Đó là kỹ thuật đỉnh cao của xây dựng đập. Chính phủ Trung Quốc nghĩ rằng nó đáng để đầu tư vì đập Tam Hiệp sẽ cung cấp năng lượng rẻ và sạch cho hơn 60 triệu người dân. Kỹ sư người Anh Robin Trawood đã làm việc ở đập Tam Hiệp từ năm 2003 và vẫn bị ấn tượng bởi quy mô của đập. Miêu tả một trong ba nhà máy của đập Tam Hiệp, kỹ sư Robin cho biết nó có chiều dài 700m, có 40 tuabin phát điện lớn. Cách 1 km tiếp đó là nhà máy thứ hai và cuối cùng là một nhà máy dưới lòng đất nằm ở phía bên kia con sông. Mỗi máy phát điện có giá trị 50 triệu đô la Mỹ. Đập Tam Hiệp có 32 máy phát. Để chạy máy phát, người Trung Quốc phải khai thác con sông Dương Tử vĩ đại. Trong hồ chứa đằng sau đập, nước sông dâng cao tới 60 tầng. Nước được dẫn qua ống bê tông khổng lồ tới máy phát. Nước sẽ làm quay tuabin. Chuyển động này được chuyển tới máy phát. Máy được gắn các nam châm khổng lồ quay xung quanh cuộn dây đồng để tạo ra điện năng. Chỉ một cỗ máy có thể tạo ra lượng điện năng bằng một nhà máy hạt nhân cỡ nhỏ. Tất cả 32 máy phát tạo ra điện năng đủ cho 60 triệu người dân Trung Quốc. Kỹ sư Robin cho hay dự án này tạo ra tiêu chuẩn mới cho công nghiệp thủy điện thế giới. Nó gấp đôi quy mô thủy điện lớn thứ hai Itapu ở Brazil. Và bởi vì nó là cái đầu tiên trong hàng loạt các siêu đập đang được xây dựng ở Trung Quốc. Trước khi để xây được đập Tam Hiệp, người Trung Quốc phải nắn dòng sông Dương Tử. Con sông dài 6.000 km, rộng 2 km là con sông lớn nhất ở Trung Quốc. Đó là thách thức hậu cần to lớn đối với các kỹ sư xây dựng đập. Khi con sông Dương Tử dâng lên ở phía sau đập Tam Hiệp, nó sẽ làm ngập lụt 600 km vuông dọc lưu vực sông. Do đó, chính phủ phải tái định cư cho 1 triệu người dân ra khỏi khu vực đằng sau đập. Hàng nghìn ngôi nhà phải được xây mới cho việc tái định cư. Sau đó, các kỹ sư có thể bắt đầu ngăn dòng sông. Kỹ sư Rubin đánh giá kiểm soát dòng sông cho phép siêu công trình được xây dựng là một quyết tâm khổng lồ. Và với con sông Dương Tử, một trong những con sông lớn nhất thế giới, sông rất sâu, nước chảy rất nhanh nên việc xây dựng đập tạm để đảm bảo cho việc xây dựng đập chính là một công đoạn quan trọng. Người Trung Quốc cho rằng việc nắn dòng này là phức tạp nhất trong mọi công trình thủy điện. Các kỹ sư bắt đầu làm việc với một loạt đập tạm bằng đá để ngăn một phần sông Dương Tử, trong khi vẫn để mở một phần để nước sông chảy qua. Họ xây hai phần đầu tiên của đập chính trên lòng sông khô ráo.
Sau đó, họ đổ hàng tấn đất xuống sông và xây một đập tạm khác trên đó, lần này là bê tông. Khi dòng sông được chặn lại phía sau, họ đã có thể xây phần cuối cùng của con đập. Sau đó, họ phải gỡ bỏ phần đập tạm để nước chảy qua tuốc bin của đập chính. Keith Rubin kể lại, xây dựng đập tạm khổng lồ đã là một thách thức lớn, nhưng làm thế nào để gỡ bỏ nó? Ở giai đoạn đầu khi đập tạm được xây bằng đá, có thể dùng các thiết bị truyền thống để phá bỏ đập tạm. Nhưng ở giai đoạn cuối, phải phá bỏ tường bê tông chắc chắn, nó đòi hỏi những sáng tạo khác. Các kỹ sư Trung Quốc tạo ra các lỗ để nhét thuốc nổ. Ngày 6 tháng 6 năm 2006, họ nhồi 190 tấn thuốc nổ và nín thở, còn đập tạm mất hàng tháng để xây dựng và bị phá hủy chỉ trong vòng vài giây. Khi đập tạm vỡ vụn, nó giải thoát lượng nước khổng lồ đằng sau. Đó là bài toán thử cuối cùng cho đập Tam Hiệp và con đập đã vượt qua. Đập Tam Hiệp đưa công trình bê tông lên một tầm cao mới. Khối bê tông móng đập có độ dày chiều cao của đập 180m và dài 2km, một khối lượng bê tông lớn chưa từng có. Đập Tam Hiệp đã sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông. Các kỹ sư dùng đủ mọi cách để làm mát đập. Về cơ bản, họ dùng mọi thứ như trong sách làm mát cốt liệu, vật liệu, cát. Trước khi trộn bê tông, họ thêm nước đá hoặc làm mát mọi thứ để có thể đưa nhiệt độ xuống thấp nhất có thể trước khi nó bắt đầu tự nóng lên. Và ở đây, vì có mùa hè đặc biệt nóng, tháng 7, tháng 8, kỹ sư thậm chí dùng hệ thống phun xương để tạo nên một lớp xương dày trên mặt đập. Với mục đích ngăn tất cả bức xạ nhiệt từ mặt trời chiếu vào bê tông vốn đã nóng từ sẵn bên trong, đập Tam Hiệp chứng minh rằng kỹ sư có thể xây đập không tưởng, miễn là nó được làm lạnh. Nhưng khi nước được giữ lạnh nhiều hơn, nó tiềm ẩn sức tàn phá lớn hơn, họ phải đảm bảo rằng con đập của họ không bị phá hủy bởi nước lũ tràn qua. Keith Rubin cho biết, về cơ bản con đập giữ được lượng nước lớn trong quá trình lũ dâng, nó có thể chứa 22 tỷ mét khối nước, sau đó giải phóng nước lũ có thể kiểm soát qua hệ thống 46 cửa xả và các chân đế bên dưới. Thiết kế cửa xả như vậy là để đối phó với áp lực từ nước khi nó chảy xuống từ độ cao hàng trăm mét, sau đó đạt tốc độ rất lớn ở dưới đáy đập. Khi mực nước dâng lên, các kỹ sư mở hàng loạt cửa xả để xả nước lũ từ hồ chứa. Nhưng nếu nước rơi thẳng đứng, nó có thể làm mòn lớp móng đập. Do đó, các kỹ sư lắp thêm các chân đế bê tông. Chân đế đập Tam Hiệp làm tung nước lên cao. Ở trên không, nước bị phá thành hạt nhỏ và mất phần lớn tính phá hủy. Nó tiếp xúc mặt nước cách đó 100m và không gây hại gì. Do đó, khi mở cửa xả, người dân Trung Quốc không phải lo lắng. Ở đập Tam Hiệp, các kỹ sư cũng đối mặt với vấn đề về giao thông. Con đập nằm trên sông bận rộn nhất châu Á. Sông Dương Tử là tuyến đường thủy quan trọng với tàu thuyền đi lại từ bờ biển Thượng Hải tới Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc rồi tới tận thành phố Trung Khánh. Con sông vận chuyển 18 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, 177 con thuyền qua đập mỗi ngày với độ cao hơn 100m là một nhiệm vụ lớn đối với các kỹ sư. Xây con đập lớn nhất thế giới, người Trung Quốc giải bài toán giao thông bằng việc xây dựng những âu thuyền lớn nhất, thuyền bè đi vào trong âu thuyền phía đáy đập, cửa đóng lại, nước bơm vào và nâng thuyền tới các âu thuyền tiếp theo. Thuyền bè phải di chuyển qua 5 âu thuyền để lên tới đỉnh, có thể mất tới 4 giờ. Với thuyền vận tải thì không vấn đề gì, nhưng với tàu thủy chở khách hoạt động trên sông Dương Tử như vậy là quá chậm. Để mang lại sự dịch chuyển thuận lợi cho hành khách, các kỹ sư xây dựng hệ thống nâng cho phép nâng tàu chỉ trong vòng 36 phút. Hệ thống ở đập Tam Hiệp sẽ nâng tàu theo hướng thẳng đứng như thang máy và bí mật của sự thành công nằm trong bức tường bê tông của nó. Các kỹ sư lắp đặt một loạt đối trọng cho việc nâng thuyền. 16 khối bê tông, mỗi khối 1.000 tấn được nối bằng dây cáp vào máng thép để nâng cả thuyền và nước trong đó. Khi đối trọng hạ xuống, chúng sẽ nâng máng lên và nâng thuyền lên đỉnh. Hệ thống có thể nâng cao 130m và nâng thuyền nặng 3.000 tấn, khiến nó trở thành hệ thống nâng thuyền lớn nhất thế giới. Ngày nay, khó có dạng năng lượng nào sạch hơn năng lượng thủy điện, nhưng khi đập ngày một lớn hơn, nó cũng gây ra nhiều tác động lớn đến môi trường. Trong thiết kế của đập Tam Hiệp, các kỹ sư Trung Quốc phải đảm bảo rằng công trình của họ sẽ không chặn hoàn toàn phù sa tự nhiên bồi đắp cho đất. Còn đập chặn dòng lũ tàn phá, nước được chứa trong hồ chứa và được xả có kiểm soát, nhưng kiểm chế dòng lũ có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng với môi trường. Đây là vấn đề lớn đặc biệt đối với con đập lớn nhất hành tinh.
dòng chảy phù sa của sông Dương Tử bị chặn bởi con đập và bị giữ trong hồ chứa nước chảy chậm. Nó nhanh chóng bị lắng xuống đáy, Kisirubin cho hay. Vấn đề phù sa ở sông Dương Tử là vấn đề lớn. Tổng lượng phù sa lên tới 500 triệu tấn mỗi năm, tương đương 1 km khối phù sa đủ để lấp đầy hàng trăm sân vận động. Đó là một lượng phù sa khổng lồ. Nếu phù sa vẫn bị giữ lại ở thượng lưu, nông dân, ngư dân và thế giới hoang dã sẽ bị thiếu hụt dinh dưỡng, trải dài hàng trăm km dưới hạ lưu và hàng tấn phù sa lắng đọng có thể lấp dần hồ chứa, đe dọa bản thân con đập. Về cơ bản, sự lắng đọng của hồ chứa sẽ làm giảm sức chứa của hồ. Cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến khả năng quay của tua bin khi phù sa dâng cao. Người Trung Quốc đã khôn ngoan khi sử dụng sức mạnh của nước lũ để đẩy phù sa lắng đọng ra khỏi hồ chứa và đưa nó xuống hạ lưu. Họ lắp đặt các cửa cống sâu bên dưới đập, mỗi cửa nặng bằng chiếc xe buýt và cần một piston thủy lực lớn để nâng lên. Khi cửa được mở, nước lũ sẽ cuốn trôi lớp lắng đọng đi qua cửa đập. Bằng cách này, chính phủ Trung Quốc hy vọng rằng sẽ còn ít nhất 100 năm trước khi sự lắng đọng ảnh hưởng tới năng suất của đập. Nhưng ngay cả giải pháp đó cũng không thể đưa ra toàn bộ phù sa qua đập. Các nhà khoa học tính toán lượng phù sa giữ lại phía sau có thể dao động từ 30% đến 60%, nhưng chính phủ Trung Quốc tin rằng vẫn đáng để xây dựng đập. Họ tin rằng lợi ích xây dựng đập như tạo ra năng lượng sạch, kiểm soát lũ lụt, bỏ xa những nhược điểm lớn. Khi đập Tam Hiệp hoàn thành, quy mô của nó là không tưởng. Ngay cả khi nhiều tua bin còn chưa khởi động, nó đã sản sinh ra nhiều năng lượng hơn bất kỳ con đập nào trên thế giới. Đập Tam Hiệp thực sự là con đập kỳ vĩ nhất thế giới, nhưng nó cũng đầy tranh cãi. Năm 2017, một nghiên cứu đăng trên trang tin Futurin cho rằng sự dịch chuyển của khối lượng nước khổng lồ ở đập thủy điện Tam Hiệp khiến trái đất chạy chậm hơn. Việc đẩy 42 tỷ tấn nước tại đập lên cao 175 mét so với mực nước biển sẽ làm tăng moment quán tính của trái đất, qua đó làm chậm chuyển động xoay của địa cầu. Tuy nhiên, tác động gây ra là vô cùng nhỏ. Chính phủ Trung Quốc từng ca ngợi đập Tam Hiệp là nguồn cung cấp năng lượng sạch khổng lồ và giúp con người thuần phục dòng sông dài nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, những người phản đối xây đập nói nó sẽ gây nhiều hậu quả với môi trường và xã hội. Nhiều di sản văn hóa đã bị nước nhấn chìm do lượng nước trong hồ chứa quá lớn. Các nhà khoa học lo ngại lượng nước trong đất quá lớn sẽ khiến lở đất và nhiều hiện tượng địa chất bất thường khác sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Tháng 8 năm 2010, chính phủ Trung Quốc thừa nhận họ sẽ phải chi hàng tỷ đô la Mỹ để khắc phục những hậu quả môi trường dọc sông Dương Tử do ảnh hưởng từ đập Tam Hiệp, như tình trạng hàng triệu tấn rác đổ xuống sông. Truyền thông địa phương nói rằng ở nhiều vị trí trên sông rác tạo thành những mảng lớn đến nỗi người dân có thể bước trên chúng. Những mảng rác như vậy có thể gây nghẽn đập. Trước những lo lắng về nguy cơ vỡ đập, giới chức Trung Quốc khẳng định cấu trúc của đập Tam Hiệp rất an toàn, nhưng theo nhà thủy văn học Wang Weilu, chất lượng của con đập không tốt và không thể chống lũ lụt. Nhà thủy văn học Wang cho hay, sau trận lũ lụt nghiêm trọng hồi năm 1998 ở lưu vực sông Dương Tử, khiến hơn 4.000 người thiệt mạng, Thủ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ đã thuê các chuyên gia phương Tây đến đánh giá, kiểm soát chất lượng của công trình. Các chuyên gia nói rằng mối hàn, các thanh thép tại đập không đáp ứng tiêu chuẩn. Các công nhân Trung Quốc tỏ ra không hài lòng, cáo buộc những chỉ trích từ chuyên gia phương Tây là hành động phân biệt chủng tộc. Theo nhà thủy văn học Wang, đập Tam Hiệp không có một cơ quan riêng biệt để kiểm tra chất lượng công trình, đội ngũ thiết kế và xây dựng con đập tự thực hiện công đoạn này. Khi đập mới đi vào vận hành, truyền thông Trung Quốc tuyên bố đập Tam Hiệp có thể chống lại trận lũ tồi tệ nhất trong 10.000 năm. Nhiều năm sau, họ giảm xuống còn 1.000 năm và tiếp tục một năm sau con số chỉ còn 100 năm. Hồi năm ngoái, các bức ảnh trên Google Maps cho thấy một đoạn của đập Tam Hiệp bị lõm giống như nó đang phải chịu sức ép rất lớn. Tập đoàn đập Tam Hiệp sau đó lên tiếng trấn an công trình vẫn an toàn, rằng những biến dạng vẫn có thể xảy ra nhưng không làm ảnh hưởng đến đập bởi vẫn trong độ đàn hồi an toàn. Trong bối cảnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu một trong những đợt mưa lũ lớn nhất lịch sử, chính quyền Trung Quốc luôn khẳng định nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới ở đập Tam Hiệp đã điều tiết lũ, giảm thiểu thiệt hại kinh tế, hạn chế số người chết và phải sơ tán khẩn cấp do lũ lụt. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng mực nước sông Trường Giang cũng như các hồ lớn nhận nước từ dòng sông này dâng cao ở mức lịch sử đã chứng minh đập Tam Hiệp không đáp ứng được mục tiêu cắt lũ như thiết kế đây. David Sharman, nhà địa lý học tại Đại học Alabama, chuyên nghiên cứu về lũ lụt Trung Quốc nhận định, một trong những lý do chính đập Tam Hiệp được xây dựng là kiểm soát lũ chưa đầy 20 năm sau khi nó hoàn thành, chúng ta lại chứng kiến mực nước lũ lên cao nhất trong lịch sử.
Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho rằng kế hoạch chi tiết về lượng nước trong hồ chứa, đặc biệt là đợt Tam Hiệp, đã tỏ ra hiệu quả trong việc kiểm soát lũ năm nay. Ông cho biết 64,7 tỷ mét khối nước lũ đã được trữ lại trong 2.297 hồ chứa, bao gồm 2,9 tỷ mét khối nước tại đập Tam Hiệp. Công ty vận hành dự án Tam Hiệp cũng cho biết việc xả lũ xuống hạ lưu đã giảm một nửa kể từ đầu tháng 7, giúp giảm tốc độ và mực nước sông dâng cao ở vùng trung và hạ lưu sông Trường Giang một cách hiệu quả. Tổng lượng nước lũ được tích trữ đạt 88% tổng dung tích các hồ chứa. Tuy nhiên, những phần khác của sông Trường Giang, các sông nhánh và hồ điều hòa lớn của nó như Động Đình ở Hồ Nam và Bà Dương ở Giang Tây đều đạt mức cao kỷ lục. Phan Xiao, nhà địa chất người Trung Quốc từ lâu luôn phê phán các dự án đập khổng lồ, cho biết khả năng lưu trữ nước tại Tam Hiệp chưa tới 9% lượng nước lũ trung bình. Phan Xiao cho rằng nó chỉ có thể ngăn chặn một phần và tạm thời lũ lụt ở thượng nguồn, nhưng không thể ngăn chặn lũ gây ra bởi mưa lớn ở vùng trung và hạ lưu sông Trường Giang. Phan Xiao cho biết Tam Hiệp và các dự án đập thủy điện lớn khác thậm chí có thể khiến cho lũ lụt tồi tệ hơn do thay đổi dòng chảy trầm tích dưới lòng sông Trường Giang. Việc xây đập để phát điện cũng hạn chế chức năng kiểm soát lũ của dự án, khi người ta chỉ xem xét sử dụng hồ điều hòa để giải quyết lũ lụt, họ thường xem nhẹ hoặc bỏ qua điều kiện tự nhiên của sông ngòi và hồ chứa để điều tiết lũ. Lượng nước đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp đã đạt 55.000 mét khối vào tối qua, gây áp lực lên công trình khổng lồ này. Nhiều sông nhánh thuộc hệ thống sông Trường Giang đã tràn bờ tại nhiều nơi. Giới chức tỉnh Hồ Bắc phải điều trực thăng chở đá thả xuống khu vực đê vỡ để ngăn nước tràn vào. Các đội hộ đê được phái đi kiểm tra nhiều khu vực, hàng nghìn bao cát được chuẩn bị để đối phó với sự cố vỡ đê. Có thể thấy đập Tam Hiệp được kỳ vọng kiểm soát lũ trên sông Trường Giang, song nó chưa đáp ứng được mục tiêu cắt lũ theo thiết kế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi trên kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo của Tin Mới.